người ta luôn ao ước tìm một vùng để hòa tan chứa giấc mơ thần tiên. Ủa gì vậy? Trào lưu tô tượng của giới trẻ lên đỉnh điểm với tác phẩm Doraemon Giang Hồ Chợ Búa. Tô tượng đang là một trong những hình thức giải trí giết thời gian hot nhất của giới trẻ trong thời gian gần đây. Cụ thể, các bạn chỉ cần ra công viên, hồ Tây, phố đi bộ, ắt sẽ gặp rất nhiều bộ bàn ghế được bày trí sẵn ra cho ngồi với nhiều bức tượng và màu để cho bạn thỏa sức thể hiện tay nghề tô màu lên tượng. Vì giá thành của trò chơi này khá vừa với túi tiền, lại thể hiện được tay nghề của mình, nên rất nhiều bạn trẻ đã tham gia và chụp hình khoe tác phẩm của mình lên Facebook và TikTok. Và đây, tác phẩm có 102 của bạn Phạm Thị Thúy Vi, một chiếc Doraemon giang hồ chất chơi người dơi đã ra đời. Từng người ta luôn ao ước tìm một vùng để hòa bơm chứa giấc mơ thần tiên. Tuyệt vời như trong tranh vẽ. Nhìn phát biết ngay, bé tượng Doraemon này là đại ca thuộc băng đảng xã hội đen thứ dữ rồi. Theo như chia sẻ thì bạn Vi có nghề chính là thợ xăm, ngồi chán quá nên ra phố đi tô tượng, lôi luôn bộ màu xăm theo để tô cho nó chất. Bởi vậy, có cả hình Suka và Nobita cầm phóng lợn phía sau nữa kia. Đúng là bái phục với tài năng của cô bạn này. Và chắc đây là bức tượng độc đáo, ngầu lo nhất trong trào lưu này rồi. Chứ cầm phóng lợn như kia thì ai mà dám tranh giải nhất cơ chứ. Ui sợ quá, phải ban nó thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.